Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật sáng sớm ngày 5 tháng 1, 2024, giá sầu ri 6 có giảm nha bà con. Tại miền Tây, mức sàn kinh 180-190.000 đồng, 6 hũ 140-150, chuồng bò dao động từ 100-101, ri 6 hàng đẹp 75.000-80.000 đồng, ri 6 mua xô từ 65.000-70.000, sầu thái hàng đẹp dao động trong khoảng 150-155.000, sầu riêng thái mua xô 130-138.000 đồng một ký. Tại miền Đông, ri 6 hàng đẹp từ 75.000-80.000 đồng, ri 6 mua xô từ 65.000-70.000, sầu riêng thái hàng đẹp 150-154.000 đồng một ký và sầu thái mua xô dao động trong khoảng 130-135.000. Ở khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp từ 75.000-80.000, ri 6 mua xô từ 65.000-70.000, sầu riêng thái hàng đẹp 150-154.000, sầu riêng thái mua xô 130-135.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.